này. Kẻ nhỏ xuân sầu phía anime lúc 3 giờ. Và bây giờ 4 giờ rồi tôi không thấy mặt lúc nào. Đùa nhau à? Cậu tên này phía này. Phải lấy sữa Luffy ra uống cho đỡ cậu ấy à? Sữa tươi lúa mạch Luffy. Có sữa tươi hòa quyện với mầm lúa mạch cacao thơm lừng. Ngon thật đấy. Đúng là có công bài sắt của ngành linh kim. Sau khi uống hết cả thùng Luffy, cuối cùng thì mình cũng sưu tập được hết phần rẻ của mình rồi. Muộn thế nhỉ? Đúng là cái thằng cao su. Biết mấy giờ rồi không nghe nói như thế à? Xin lỗi, nhưng mà trốn mãi mới được cái tiết học vừa rồi. Này, tôi có tin vui đây này. Đấy là tôi tìm được nó rồi. Kẻ ba lô trung cấp. Thật á? Có tìm làm đấy nhá. Uống mấy thùng mới đủ đây. Thế là phần của tôi đủ rồi đấy nhá. Được. Mọi người. Thế nào rồi? Đã thu thập đủ chưa? Đây nhá. Vừa hôm qua, tôi mới tìm được thẻ linh thú cuối cùng. Mày thế chưa đấy? Hay lắm! Vậy là chỉ còn phần của hai người nữa thôi! Chào anh! Bas! Đến từ sao? Ồ! Đây chẳng phải là Bas! Một kỳ vật lý năm nhất thì sao? Ồ! Nhóc này cũng sưu tập thẻ cùng với bọn mình à? Đúng vậy! Tôi đã mời có ý của team. Bas có một thẻ chất rất phi thường. Chắc chắn gọi sẽ hỗ trợ được cho team mình rất nhiều. Đấy, điện cho kem à, chỉ miếng nhé. Bas, số thẻ của cậu thế nào rồi? Mặc dù em không biết tìm đề làm gì, nhưng mà em đã tìm đủ rồi. Còn để làm gì nữa? Tất nhiên là để gộp tất cả lại. Đủ 48 thẻ linh thú và một thẻ ba lô siêu cấp là có thể đổi được ba lô siêu cấp rồi. Nghe nói ba lô có in hình Luffy và các linh thú được dập nổi vô cùng sống động. Ngoài ra ba lô còn sống ngủ, và đặc biệt ba lô có thể mở ra thành một mặt phẳng, dễ dàng vệ sinh sạch sẽ nữa chứ. Mà dạo này anh em mình trốn học đi săn thẻ suốt, thế mà không bị cất thẻ ở trong học viện ganh nhỉ? Vẫn thì cậu là không biết à? Dạo này trường mình phá hoại tài sản công cộng nhiều quá nên có thể phải đi xin lỗi với đền bù người ta rồi. Làm gì có ai ở trường nữa? Mấy nhiêu này thiếu ai ấy nhỉ? Hình như thiếu mất Sasuke thì phải. Cậu ta cũng phụ trách sưu tập một số thẻ Luffy cùng với bộ mình mà. Về việc này thì cả tuần nay tôi không thấy Sasuke đâu cả. Thật á? Chả thấy đến lớp ninja luôn. Bây giờ đi đâu nhỉ? Thế thì làm sao mà đủ thẻ được? Trời ơi, cái thằng đó óc tổ quạ này. Hay nó lại bỏ trường bỏ lớp vì bụi rồi. Nó thử bỏ làng một lần, chắc chắn có lần thứ hai. Có lý lắm. Thằng đấy có dòng máu phượt thủ trong người mà. Đấy, không chuyện đó đâu. Sasuke giờ thay đổi rồi. Ra hôm trước, em vừa nhìn thấy anh Sasuke xong. Thật á? Ở đâu? Chỗ nào? Em thấy anh Sasuke ở cổng học viện. Thằng nói chuyện với một ai đó, rất là mờ ám. Nói chuyện với ai đó? Người đó ăn mặc như nào? Hình như là mặc một cái áo trùm dài màu đen. Họa tiết đám mây xung quanh. Áo trùm dài màu đen á? Không lẽ nào chỉ là tổ chức Akatsuki? Cái gì? Mitsumishi là cái gì? Nó là một tổ chức phản diện cực kỳ độc ác. Chúng luôn có một tư tưởng điên rồ, đó chính là tạo ra thế giới mới và thay thế thế giới hiện tại. Không lẽ bọn chúng đi quay lại? Vậy nếu Sasuke qua lại với bọn chúng, có nghĩa là... Không được. Không thể để điều đó xảy ra được. Chịu đây. Chờ đã. Cái thằng này. Naruto, sao ngươi lại tìm được ta? Đây là địa điểm cậu thường hay lui tới khi trốn học. Làm sao tôi lại không biết? Ngươi muốn gì, Naruto? Tôi biết cậu đang giao du với những tên mặc áo Akatsuki. Sasuke, không lẽ cậu định gia nhập tổ chức đó sao? Cậu định quay trở lại con đường cũ đấy à? Đấy, không phải việc của ngươi. Sasuke, xem ra ngày hôm nay tôi lại phải sử dụng biện pháp mạnh để lôi cậu trở về rồi. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, Sasuke. Sasuke! Naruto, tình hình thế nào rồi? Xin lỗi mọi người, tôi đã không ngăn được Sasuke.
Từ ngày cô ấy gia nhập học viện anime, cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều. Tôi không còn là đối thủ của cậu ấy nữa. Vậy là chúng ta không có đủ thể để đổi qua Nuvi sao? Giờ này mà còn nghĩ như thế à? Đến nơi rồi. Chào mừng ngươi đã đến với Liên Minh Phản Diện, nơi tập trung tất cả những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong các bộ anime. Chỉ có 4 thành viên này thôi sao? Liên minh của bọn ta ấy, vừa thành lập được vài ngày thôi nên mới chỉ có 4 thành viên, tính cả ngươi nữa là 5. Đây là sân sau của học viện anime mà. Đúng vậy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Khi nào có đầy đủ tất cả các thành viên thì từ khu vực này bọn ta sẽ tấn công và hủy diệt học viện anime. Từ đó Liên minh Phản Diện sẽ tiếp tục thu nạp từng thành viên, bành trướng thế lực và cuối cùng là hủy diệt thế giới. Vậy là các người chiêu mộ ta để tìm cách xâm nhập vào bên trong sao? Chính xác, bọn ta biết được từ sâu bên trong ngươi là một phản diện thực sự, và ngươi sẽ giúp bọn ta hủy diệt học viện anime từ bên trong. Vậy là tất cả đã có mặt đông đủ ở đây rồi. Tất cả nghe rõ này. Ta, Uchiha Sasuke, đến từ học viện anime. Ngày hôm nay sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta đã biết được hành tung về tổ chức của các ngươi từ lâu rồi. Chính vì vậy, ta đã cố tình giả vờ gia nhập liên minh của các ngươi để biết được vị trí các ngươi đang hoạt động. Ngày hôm nay có mặt đông đủ các ngươi ở đây, ta sẽ đánh bại tất cả và mang về cho học viện anime xử lý. Mày dám lừa bọn tao sao? Mày sẽ phải trả giá. Với những cái lũ nhãi nhép thì các người, chỉ một mình ta là đủ rồi. Chuẩn bị tinh thần đi. Ta khen thằng nhóc là người dám một mình đi vào hang cọp, nhưng hôm nay là ngày tan của ngươi rồi Sasuke ạ. Uchiha Madara, chẳng phải ngươi đã bị thầy Hashirama đánh bại rồi sao? Không ổn rồi. Học rồi, mình đã quá coi thường chứ. Bọn ta biết hôm nay ở trường học anime không có một thầy giáo nào cả, không có ai đến cứu ngươi đâu. Kết thúc rồi Sasuke. Vĩnh biệt. Học viện anime, mọi người về học lại một khóa diễn xuất, lăng diễn trước mặt anh em nhá. Diễn giả chân lắm. Có một trận đấu đại như thế này mà lại giấu anh em, không thể tha thứ được. Đừng quên mấy cái thẻ Luffy để đổi thưởng của anh em mình đấy nhá. Giờ thì bố cái này vào đi Luffy. Tuyệt vời, vừa uống xong đã tràn đầy năng lượng. Cảm ơn anh em nhá. Nhưng mà tại sao không gọi lại tìm tôi? Đơn giản thôi, đấy là nhờ đại bàng Pharaon. Ngay sau khi cậu bỏ đi, chúng tôi đã triệu hồi linh thú đại bàng Pharaon và theo dõi cậu trên cao. Sau đó nó đã báo lại với chúng tôi. Đã là bạn học của nhau, làm sao có thể chiến đấu một mình như vậy được? Chúng ta cùng lên nào. Hóa ra chỉ là lũ danh con, chúng mày đã muốn lao đầu chỗ chết. Tao không cả. Liên minh phản diện, chuẩn bị nghênh chiến. Tất cả cẩn thận, chúng rất mạnh, chúng ta nên chia người ra đánh. Giờ chọn đối thủ nào? À, tôi sẽ xử lý tên khổng lồ kia. Vậy thì tôi sẽ đấu với tên mặt xoắn kia. Tên xe mặt kia có vẻ mạnh, em phải đấu gắn. Chiến thuật đơn giản thôi, mỗi thằng xử một đứa. Lên đi. Người, tiến lên. Chỉ còn hai thằng nhãi ranh chúng mày cũng
dám đối đầu với bổn tọa ra sao? Thôi được, lên đi! Con, cười! Gatsuga, Gensu! Cái gì? Chiến thức của mình đi xuyên qua hắn ư? Bây giờ thì đến là ta. Người là ai? Xin tự giới thiệu, ta là Thượng Huyền Tam Akaza. Ta tưởng là quỷ các ngươi không đi được dưới ánh nắng mặt trời. Con anh trời, đừng phản diện. Đã chế tạo cho ta bộ đồ này giúp ta có thể tránh được ánh nắng mặt trời. Giờ, khi mà loài quỷ bọn ta ra khỏi ánh nắng mặt trời, bọn ta bất khả xâm phạm. Ngươi là ai? Lộ diện đi! Cái đó, tại sao ngươi lại đây? Tất cả bọn ta có cùng chung một mục đích, đó chính là lật đổ tất cả lũ nhân vật chính anime. Phản diện mới là chân lý. Chuẩn bị chết đi Luffy. Yeah! Yeah! No lắm. Nào tôi tránh ra, để tôi xử lý hắn. Đúng là mấy cái lốp xe thủng. Còn no lắm. Giật thế thân. Dám giỡn mặt với bổn tọa. Cho mình trước đi. Susanoo. Nếu chúng mày thích thì bổn tọa sẽ chiêu. Naruto, đã là lúc chúng ta kết hợp với nhau thôi. Gì? Susanoo kết hợp với Cửu Vĩ? Thằng của mày dám ăn cắp bổn tọa, không thể tha thứ được. Dùng bao nhiêu chiêu thức cũng không thể chạm vào người hắn được. Ngươi cũng thắng được ta rồi, chịu thua đi Ichigo. Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu, có lẽ đã đến lúc ta phải xử lý nó rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Cái gì đây? Đổi vũ khí nhưng mà cũng không khác gì đâu. Mày hãy chịu chết đi. Yes! Tốc độ nhanh quá. Tại sao? Tại sao năng lực của ta lại bị chậm lại? Đó là bởi vì anh chảo hồn đao này của ta có chứa sức mạnh Quyên Chi. Có vẻ như ta đã đúng. Sức mạnh Quyên Chi này
có thể làm chậm nhận thuật của các ngươi. Không ngờ hắn ta vẫn còn sức để chạy trốn. Quan trọng là bây giờ mình phải nhanh chóng tới giúp sức cho Naruto và Sasuke. Nhóc, hãy biến thành quỷ đi. Trình độ của ngươi ít nhất cũng trở thành quỷ thương huyền. Ngươi nói nhiều quá đấy. Từ bé giờ ta chưa đồng vai nói nhiều chứ ngươi. Thầy Satama, xin lỗi thầy. Đại lúc em nghiêm túc rồi. Đừng nói với ta là ngươi chỉ khởi động thôi nhé. Câu này ta nghe quen lắm rồi. Giải phóng sức mạnh. Mày đeo cái quái gì trên tay vậy? Nó rồi. Thằng xanh con này, mày muốn dừng lại đi không? Pháp sư vật lý, cú đấm nghiêm túc. Hy vọng là không ai phát hiện ra. Âm thanh gì vậy? Hình như là tiếng tim đập của mình. Tim của mình đang đập theo một giai điệu rất lăn lộn nhỉ? Mình cảm thấy mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Đúng rồi, đây chính là sức mạnh thức tỉnh của mình. Biến nào, xử lý nào. Go! Mày cười cái gì hả Luffy? Xin lỗi, tự nhiên ta cứ bị buồn cười. Vô lý, tại sao? Tại sao nó lại thức tỉnh được cháu quỷ? Kết thúc nào Kaido. Mày định đấm nát cái thành phố này đấy à? Nhớ rồi đây Kaido, ngươi trở thành vua hải tặc Sata. Lúc chúng mày nghĩ có thể thắng được một vạ sao? Luyện tập thêm 10 năm nữa đi. Kết thúc rồi. Hashirama, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao? Hashirama. Naruto, Sasuke, có sao không? Thầy hiệu phó. May mà hôm nay bảo vệ bị ốm nên thấy Goku đã bắt ta trở khỏi trường. Cảm nhận thấy nguy hiểm, ta tới đây ngay. Không ngờ gặp được người quen. Đã đến lúc ta rửa sạch mối thù năm xưa rồi. Madara, đã lâu không gặp. Sau trận thua vừa rồi, người vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì sao? Đối với ta, học viện anime cũng như làng lá vậy. Ta sẽ bảo vệ ở đến cùng. Hôm nay ta cho người thân bại thêm lần nữa. Tâm phục khẩu phục thì thôi. Tới đi. Madara, con ta nữa. Con ta nữa. Madara, lũ nhãi xanh này ở đâu ra thế này? Thiên thủ quá lâm. Liên minh phản diện thì nỗi gì? Toàn một lũ vô dụng. Không sao, ta sẽ tiêu diệt tất cả. Naruto, vậy thì chúng ta cứ tiến lên thôi. Tất cả cùng tấn công nào. Đánh nhận lấy. Mara, nhận lấy.
ta đã đánh bại được Madara rồi. Yeah! Vậy là chúng ta có thể quay về và tiếp tục sưu tập thẻ Nuvi rồi. Đúng. Và phần thẻ Nuvi của tôi cũng đã sưu tập hết rồi. Vậy là chúng ta có thể đổi thưởng rồi. Quên mất, chúng ta phải cảm ơn thầy Hashirama đã đến đây hỗ trợ chúng ta. Mấy thằng nhóc báo trường vào lớp đây. Dạ. Các cậu có biết là cái lũ liên minh phản diện này sẽ được bọn ta lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước để chờ ngày tiêu diệt chúng nó. Mà thì quay các cậu ra tay trước. Kế hoạch ban đầu của ta là chờ chúng nó tập hợp thành viên đầy đủ, quăng mẻ lưới, bắt sạch cả lũ, đánh nhanh diệt gọn. Quay hôm nay có 4 thằng đã đánh rồi, thế này cái gì ăn non? Kiểu gì lão của cu ông trách bằng ta. Không được, cục tức này không phải nuốt trôi. Ta ở đây lũ báo trường báo lớp báo đời các cậu nào. Chuyện của quá. Và các bạn ơi, hãy cùng bọn mình tham gia chương trình Nam Ruby săn linh thú đổi siêu quà mùa 3. 24 thẻ nhận ngay một bóc viết siêu màu, 36 thẻ nhận ngay một hộp màu hành lý họa sĩ nhí, 48 thẻ nhận ngay một áo thun Nuvi Canifa cực chất, 48 thẻ cộng một thẻ ba lô siêu cấp tặng ngay một ba lô siêu cấp. Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu từ 15 tháng 4 năm 2023 và kết thúc đổi thẻ vào 31 tháng 7 năm 2023. Đến ngay ngôi nhà dinh dưỡng Nutri Food hoặc cái mã QR trên mặt thẻ để tìm em đổi quà gần nhà mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Thay mặt cho team Bình Lê xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bọn mình trong suốt 300 video vừa qua. Đừng quên like, share và subscribe để bọn mình có thêm động lực phát triển trong tương lai nhá.